Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 1 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Khởi công dự án xây dựng cầu Hàn và cầu Đăng, niềm mong mỏi của thế hệ người dân đôi bờ các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo. Lãnh đạo thành phố thăm tặng quà công nhân lao động trong ngày nghỉ lễ mùng 1 tháng 5. Phát huy vai trò của các cấp công đoàn thành phố. Cùng một số thông tin đáng quan tâm khác. Mở đầu chương trình thời sự tối nay, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một tin vui không chỉ đối với người dân hai huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo. Đó là sáng nay, thành phố đã tổ chức khởi công dự án xây dựng cầu Hàn và cầu Đăng. Dự lễ khởi công có các đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ cùng đại diện các ngành, địa phương, đơn vị và đông đảo nhân dân đôi bờ. Dự án xây dựng cầu Hàn và cầu Đăng được triển khai theo cơ chế đặc thù đối với dự án theo lệnh khẩn cấp, có tính cấp bách, vừa thiết kế vừa thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ. Quy mô đầu tư xây dựng mới cầu Hàn và cầu Đăng là cầu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, chiều dài cầu là 256m đối với công trình cầu Hàn và 252m đối với công trình cầu Đăng, bề rộng cầu 12m, tải trọng thiết kế HL93, kết cấu nhịp giản đơn sử dụng dầm Super T bê tông cốt thép giữ ứng lực. Mấu trụ cầu bằng bê tông cốt thép, móng cọc khoan nhồi đường kính 1,2 m. Đường dẫn hai đầu cầu theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng. Tổng mức đầu tư mỗi cầu khoảng 170 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương. Cầu do tập đoàn đầu tư xây dựng HGC, công ty cổ phần cơ khí Thăng Long 4 và công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị xây dựng Hồng Hà thi công. Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành khẳng định, việc đầu tư xây dựng cầu Hàn cầu Đăng thay thế cầu Phao là hết sức cần thiết, cần phải được triển khai đưa vào sử dụng sớm, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối giữa thành thị với nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía Nam thành phố. Đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo: Thời gian qua, thành phố đã dành sự quan tâm sâu sắc tới việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nhằm thực hiện hiện đại hóa cơ sở hạ tầng. Trải qua 30 năm đổi mới, thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng. Diện mạo nông thôn thành phố đã thay đổi một cách căn bản. Đời sống của nhân dân vùng nông thôn được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, với cơ chế và cách làm sáng tạo, trong 2 năm qua, 2015-2016, thành phố đã hỗ trợ trên 700.000 tấn xi măng, tương đương khoảng 1.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, cùng với sự đóng góp nhân lực, vật lực của nhân dân. Chúng ta đã hoàn thành 2.645 km đường thôn xóm, đường nội đồng, đã góp phần nâng cấp hạ tầng giao thông các huyện ngoại thành. Và lễ khởi công xây dựng cầu Hàn, cầu Đăng kết nối hai huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, khu vực còn nhiều khó khăn về kết cấu hạ tầng giao thông, là sự tiếp nối quá trình hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cho nông thôn. Việc đầu tư xây dựng cầu Hàn, cầu Đăng có ý nghĩa quan trọng trên các lĩnh vực, vừa góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng, kết nối giao thương tốt hơn với tỉnh Thái Bình, giảm tải quốc lộ 10, vừa tạo điều kiện cho các xã vùng sâu, vùng xa phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt tạo thuận lợi trong việc đi lại của nhân dân, tạo thuận lợi cho du khách, các cháu học sinh toàn thành phố đến dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, với sự quyết tâm cao, chúng ta đã khởi công xây dựng hai cây cầu này trước một năm và dự kiến hoàn thành công trình vào 31 tháng 12 năm 2017, thay cho dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Đây là kết quả của sự đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và các cấp các ngành, các địa phương, đặc biệt là đổi mới lãnh đạo,
quản lý trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản theo phương châm thiết thực, hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải, gây thất thoát và lãng phí cho ngân sách. Để có được lễ khởi công hôm nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá cao sự cố gắng của các ngành, các địa phương Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, đặc biệt là Ban Quản lý các dự án cầu Hải Phòng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch Đầu tư đã tích cực triển khai các thủ tục về xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương đã tạo điều kiện giúp đỡ cho thành phố Hải Phòng triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản liên quan tới hai dự án này. Thành phố chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tinh thần quyết liệt, tập trung cao cho kết cấu hạ tầng giao thông. Với tinh thần đó, tôi yêu cầu chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án cầu Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công phối hợp chặt chẽ để triển khai đầy đủ các thủ tục xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật đối với công trình được áp dụng cơ chế đặc thù theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ. Tôi yêu cầu nhà thầu thi công huy động thiết bị hiện đại, bố trí nguồn nhân lực có năng lực kinh nghiệm, xây dựng biện pháp thi công tiến độ chi tiết, đảm bảo công trình hoàn thành có chất lượng, tiến độ tuyệt đối an toàn. Huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì hoạt động của cầu Phao Hàn, cầu Phao Đăng phục vụ nhân dân trong thời gian thi công công trình, làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng khi công trình hoàn thành, làm tốt công tác tư tưởng vận động nhân dân vùng dự án ủng hộ giải phóng mặt bằng kịp thời để tạo điều kiện thuận lợi thi công công trình. Song song với việc xây dựng công trình cầu Hàn, cầu Đăng, đề nghị các ngành, các ban quản lý dự án cầu Hải Phòng cần khẩn trương trình Hội đồng Nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư theo thẩm quyền dự án kết nối đường đầu cầu với quốc lộ 37, đường 354, triển khai các thủ tục xây dựng cơ bản theo luật đấu thầu, sớm khởi công và hoàn tất công trình vào cuối năm 2017. Tôi xin tuyên bố khởi công công trình cầu Hàn, cầu Đăng. Cầu Phao Hàn và cầu Phao Đăng được xây dựng cách đây hơn 30 năm, bắc qua sông Thái Bình, nối liền hai xã Hòa Bình và Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo với xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, kết nối với các tuyến đường 351, 352, 354, 402 với quốc lộ 37, quốc lộ 10 và là những trục đường ngắn nhất từ nội thành Hải Phòng đi Thái Bình qua cầu Khỏe. Việc hai cây cầu phao được thay thế bằng cầu Vĩnh Cửu là niềm mong mỏi của nhiều thế hệ người dân đôi bờ. Chúng tôi rất phấn khởi và cái sự quan tâm của thành phố là đã giúp đỡ cho hai huyện chúng tôi như thế là được cái cầu vững chắc và kiên cố. Việc xây dựng cầu đã giúp cho hai địa phương sẽ phát triển kinh tế mạnh lên và cũng là cái niềm vui của người dân và của những người làm nông nghiệp nông thôn. Vì chúng ta đang hướng với đô thị hóa và hai cái cầu này được xây dựng xong thì nhân dân rất là phấn khởi và tôi tin tưởng là nền kinh tế của hai huyện sẽ phát triển mạnh mẽ. Xây dựng cầu Hàn và cầu Đăng thay thế cầu Phao nhằm nâng cao năng lực phục vụ bảo đảm giao thông, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối giữa thành thị với nông thôn khu vực phía Nam thành phố, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội, cải thiện điều kiện sống của nhân dân. Với sự quan tâm của chính phủ, các bộ ngành trung ương và quyết tâm cao của thành phố, sự ủng hộ của nhân dân địa phương cùng các nhà thầu, công trình sẽ được xây dựng đúng tiến độ. Theo kế hoạch, hai cây cầu sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Tối qua tại quảng trường khu 1 Đồ Sơn đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng Liên hoan du lịch Đồ Sơn điểm hẹn du lịch 2017. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện các ban ngành cùng đông đảo nhân dân và du khách. Đây cũng là sự kiện khởi động một mùa hè đầy sôi động chào đón du khách đến với Hải Phòng.
chương trình nghệ thuật liên hoan Đồ Sơn điểm hẹn du lịch 2017 với nhiều tiết mục đặc sắc do các đoàn nghệ thuật, các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trên toàn quốc biểu diễn đã đem đến không khí vui tươi phấn khởi cho hàng nghìn người dân du khách có mặt tại quảng trường biển. Trong năm 2016, du lịch Đồ Sơn đã có nhiều khởi sắc, đạt được những kết quả quan trọng. Hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch ngày càng được đầu tư nâng cấp, công tác quản lý nhà nước về du lịch được quan tâm đẩy mạnh, lượng khách du lịch đạt 2,6 triệu lượt người. Ngoài những dự án đầu tư phát triển du lịch đã và đang triển khai, Đồ Sơn đang tiếp tục đón nhận những dự án lớn mang tầm quốc tế như dự án đầu tư xây dựng khu du lịch vui chơi giải trí cao cấp Hòn Dấu của công ty cổ phần Kim Lam, dự án xây dựng quần thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng của tập đoàn FLC. Các dự án này khi hoàn thành sẽ tạo ra sản phẩm du lịch mới, khắc phục được những hạn chế của du lịch Đồ Sơn hiện nay, đáp ứng nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của du khách trong nước và quốc tế. Kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình tới thăm hỏi tặng quà cán bộ công nhân người lao động đang có mặt trên công trường xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ, nút giao thông khắc mức Nguyễn Bình Khiêm Đình Vũ và công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hải Phòng. Trong 4 ngày nghỉ lễ, trên công trường dự án cầu Hoàng Văn Thụ, Ban Quản lý Công trình Xây dựng Phát triển Đô thị và các nhà thầu đã huy động 100% công nhân đẩy nhanh tiến độ dự án. Hiện phía bờ Bắc huyện Thủy Nguyên và bờ Nam quận Ngô Quyền, các nhà thầu đang triển khai đồng loạt 11 dây chuyền thi công, đáp ứng tiến độ đã đề ra. Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nút giao thông khắc mức Nguyễn Bình Khiêm Đình Vũ. Tất cả cán bộ kỹ thuật và anh em công nhân đều đủ quân số 100%. Tuy nhiên để đảm bảo cái sức lao động và cái ngày lễ nó có ý nghĩa thì chúng tôi phân ca để anh em có thể nghỉ ngơi hợp lý. Những ngày nghỉ lễ, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hải Phòng bảo đảm đủ quân số, duy trì đường phố xanh sạch đẹp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình ghi nhận biểu dương sự cố gắng nỗ lực và tinh thần làm việc đầy trách nhiệm của cán bộ công nhân viên người lao động các đơn vị. Lưu ý lãnh đạo các cơ quan đơn vị tiếp tục quan tâm đời sống vật chất, tinh thần người lao động, kịp thời biểu dương khen thưởng, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân lao động. Mùng 1 tháng 5 là ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam ở bất cứ thời kỳ nào, giai đoạn nào, đội ngũ giai cấp công nhân thành phố Cảng cũng không ngừng học hỏi, làm chủ công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng lao động, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát huy vai trò của tổ chức đại diện cho quyền lợi người lao động, những năm gần đây, tổ chức công đoàn phối hợp cùng các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố luôn quan tâm chăm lo, thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về chế độ chính sách cho người lao động, tạo sự phấn khởi, nỗ lực và tinh thần hăng say làm việc trong công nhân viên chức lao động, giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển. Thông qua các phong trào thi đua lao động sản xuất, ngày càng xuất hiện nhiều những tấm gương lao động giỏi, lao động sáng tạo với những sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng. Xuất phát từ cái yêu nghề nên chúng tôi đã cùng với ban lãnh đạo công ty làm cái đề tài, được cái sự ủng hộ của các cái sở ban ngành ở địa phương. Chúng tôi đầu tư mở rộng tạo cái công an việc làm cho bà con nông dân khu vực từng miền Trung, miền Bắc. Đối với đơn vị tôi có một cái hệ thống máy nén khí. Mới đầu cái máy nén khí này nó là làm tăng cái lượng chi phí về tiền đối với bên tôi rất là nhiều. Thì sau một cái quá trình và quyết định đưa lên một cái đề án để cải tạo, chi phí hàng tháng đã giảm xuống 25% so với trước khi cải tạo. Với phương châm hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy công nhân viên chức lao động làm đối tượng vận động, hoạt động của các cấp công đoàn thành phố thời gian qua tập trung đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn, chủ động phát động tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đạt hiệu quả thiết thực, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động, tư vấn pháp luật, khám sức khỏe, đối thoại giữa chủ doanh nghiệp với công nhân, giám sát thực hiện chính sách với người lao động, giúp đỡ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2017 này thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xác định là năm vì lấy đoàn viên công đoàn. Thì trên cơ sở chủ đề này thì chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch để triển khai thực hiện tới cấp công đoàn và với các cái nhiệm vụ trọng tâm để trên cơ sở đó là vừa đẩy mạnh cái sản xuất kinh doanh rồi công tác các cái hoạt động khác cũng như là để cho người lao động
có một cái chỗ dựa, cái cầu nối để người lao động gắn bó hơn với doanh nghiệp. Trên đà phát triển, thành phố đang đứng trước những thách thức và vận hội mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao động càng ý thức rõ, nỗ lực vươn tới mục tiêu làm chủ tiến bộ khoa học kỹ thuật, có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cao, đồng thời xây dựng nền móng vững chắc, tạo nên sức bật mới cho giai cấp công nhân để xứng tầm với sứ mệnh và trách nhiệm vẻ vang trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố và đất nước. Là lớp thợ có 30 năm gắn bó với ngành đóng tàu, anh Nguyễn Văn Nhụ, công nhân phân xưởng vỏ tàu 3, công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm, luôn được đồng nghiệp quý mến bởi sự chăm chỉ chất phát, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật. Với những cống hiến đóng góp thiết thực trong công việc, anh Nhụ vừa vinh dự được Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng lao động giỏi. Cách đây 30 năm, anh Nguyễn Văn Nhụ về làm công nhân nhà máy đóng tàu Bến Kiền, nay là công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm. Công việc vất vả, sống chung với tiếng ồn và khói bụi, nhưng niềm vui khi thấy những con tàu Việt Nam vươn ra biển lớn giúp anh vượt qua tất cả thử thách và trở thành một trong 36 người thợ có tay nghề giỏi nhất trong công ty. Hơn 30 năm gắn bó với công việc, với tình yêu công việc, anh Nguyễn Văn Nhụ có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn lao động, tiết kiệm nhân công. Được ví là cánh chim đầu đàn của công ty, song anh Nguyễn Văn Nhụ vẫn không ngừng học tập ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất. Vì vậy, nhiều năm qua tổ sản xuất của anh Nhụ luôn đi đầu trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng. Anh Nhụ thì là một công nhân tiêu biểu và cũng có rất nhiều đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật giúp nâng cao năng suất lao động và cải thiện điều kiện làm việc. Trong năm 2016 thì đồng chí đã có 2 đến 3 cái sáng kiến là giúp tôi để mà nâng cao năng suất lao động. Niềm đam mê, ngọn lửa nhiệt huyết là động lực giúp anh gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong công việc, góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng như đóng góp tích cực trong sự phát triển của ngành đóng tàu thành phố. Tắm biển luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách tại các khu du lịch biển trong những ngày nghỉ lễ, nhất là khi thời tiết bắt đầu nắng nóng. Tại Cát Bà năm nay thì ngoài những bãi tắm chính ở khu vực trung tâm thị trấn, những bãi tắm trên vịnh Lan Hạ với vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên được đông đảo du khách tham quan và khám phá. Bãi tắm Cát Cò 1, 2 và 3 luôn là địa điểm tập trung đông đúc người dân và du khách tắm biển trong những ngày nghỉ lễ. Năm nay đơn vị quản lý đã chủ động dọn vệ sinh sạch sẽ trên các bãi cát, làm sạch biển nên đã hạn chế đáng kể tình trạng rác thải gây mất vệ sinh như những năm trước đây. Chúng tôi đã có một cái sự chuẩn bị rất là tốt, đặc biệt là vấn đề liên quan đến cứu hộ, cứu nạn trên bãi biển. Công ty đã chuẩn bị hệ thống phao cảnh báo cũng như là cờ, hệ thống xuồng cứu hộ, thuyền kayak, calo và đặc biệt là một đội ngũ bảo vệ được đào tạo về chứng chỉ bơi lội cũng như là sơ cứu. Chúng tôi luôn luôn đặt cái an toàn của du khách lên làm hàng đầu. Năm nay để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân tắm biển, các doanh nghiệp đã bố trí lực lượng cứu hộ và y tế ứng trực thường xuyên với mật độ một người giám sát 200 m², sẵn sàng hỗ trợ du khách tắm biển khi xảy ra sự cố. Tại bãi Cát Cò 3 luôn có 16 nhân viên cứu hộ và 15 lao động ứng trực thường xuyên để làm sạch môi trường. Chúng tôi đã yêu cầu là phải tăng cường các cái chòi để quan sát khách tắm biển để chúng ta kịp thời khi có sự cố xảy ra là phát hiện được ngay. Thứ hai là yêu cầu các bãi tắm là phải có loa phát thanh để nhắc nhở các du khách ở trong cái tình trạng mà không được xuống biển, ví dụ như uống rượu say hay là bơi quá cái phao giới hạn không đảm bảo an toàn. Mùa hè năm nay ngoài các bãi tắm truyền thống ở trung tâm thị trấn, nhiều bãi tắm hoang sơ ngoài vịnh Lan Hạ cũng thu hút đông đảo du khách tham quan khám phá. Đây là những bãi tắm tự nhiên, có cảnh quan đẹp, kín gió, bãi cát đẹp, lại không quá đông đúc ồn ào, nên nhiều du khách đã tự thuê tàu ra vịnh tắm biển rồi quay về. Công tác đảm bảo an toàn cho du khách được cơ quan quản lý đôn đốc và giám sát. Trong 2 ngày nghỉ lễ, trung bình mỗi ngày Cát Bà đón 2,5 vạn lượt khách, tuy nhiên không xảy ra tình trạng quá tải, ùn tắc, cản trở giao thông trên địa bàn. Dịp nghỉ lễ kéo dài 4 ngày là cơ hội để người dân gặp gỡ bạn bè hay đưa con em đến các địa điểm vui chơi giải trí. Vì vậy, đây cũng là thời điểm các hoạt động dịch vụ vui chơi trở nên nhộn nhịp. Tranh thủ ngày nghỉ lễ và kết thúc kỳ thi học kỳ, nhiều em học sinh cấp 3 tổ chức chụp ảnh kỷ niệm chia tay thời học trò. Vì vậy, đây cũng là thời điểm nở rộ dịch vụ chụp ảnh. Còn 5 năm ngày nữa thôi là bọn em kết thúc chương trình học ở cấp 3 rồi. Thế nên là bọn em muốn tranh thủ cái dịp nghỉ lễ này thì
đi chụp một bộ ảnh để lưu lại kỷ niệm. Nghỉ lễ thì là đa phần bọn em làm dịch vụ là đều rất bận. Từ đầu đợt kỷ nghỉ lễ giờ khoảng tầm 4 lớp rồi. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong ngày hôm nay, dù là ngày nghỉ lễ, song các cửa hàng dịch vụ ở khu vực giải vườn hoa trung tâm mở cửa đón khách khá sớm. Quán cà phê là nơi tập trung nhiều khách hàng đến thưởng thức. Nhiều người dân thành phố chọn nơi đây làm địa điểm gặp mặt bạn bè trong ngày lễ. Cái gì 30 từ 1 tháng 5 này thì quán anh thường bận hơn so với các ngày khác, đông khách hơn và doanh thu của quán nó cũng tốt hơn. Tại khu vực vườn hoa Kim Đồng, các bậc phụ huynh tranh thủ ngày nghỉ đưa con em mình tới đây tham gia vào các hoạt động vui chơi. Không ít bạn trẻ cũng chọn nơi đây làm địa điểm giải trí. Ngày hôm qua đi chơi Đồ Sơn rồi, ngày hôm nay thì cho các cháu đi ở cung thiếu nhi này một chút, xong thì có thể chiều là đi đến Bạch Đằng Giang chơi. Không khí dịp nghỉ lễ thì thấy rất là đông vui và phòng cũng tương đối là sầm uất. Tuy nhiên, giống như nhiều dịp nghỉ lễ trước, việc tăng giá dịch vụ trông giữ phương tiện tại nhiều điểm vui chơi giải trí tiếp tục tái diễn. Đề nghị chính quyền các địa phương và cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát dịch vụ này, bảo đảm tốt an ninh trật tự khu vực. Dự kiến ngày mai, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, lượng khách sẽ tiếp tục tăng tại các điểm vui chơi giải trí, nhất là khu vực giải trung tâm thành phố. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài 4 ngày, lượng khách đến các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố tăng đột biến. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Bộ Sát Công an thành phố đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phân luồng và hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn thuận tiện cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tại các khu du lịch Đồ Sơn, Cát Bà, những ngày qua lượng du khách tăng đột biến. Để duy trì an ninh trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Bộ Sát Công an thành phố PC67 tăng cường lực lượng phương tiện phối hợp với các lực lượng chức năng thành phố, tuần tra lưu động, phân luồng, hướng dẫn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là tại các điểm đen về giao thông. Năm nay, Phòng Giao thông Công an thành phố Hải Phòng đã tăng cường 30 cán bộ chiến sĩ cho quận Đồ Sơn và đã trong đó bố trí tại các cái chốt điểm phức tạp và bố trí 2 tổ tuần lưu để thường xuyên nhắc nhở các phương tiện đậu đỗ. Tại các cái vị trí phức tạp thì lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết hướng dẫn giao thông và chủ động sẽ phân luồng. Cùng với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Phòng PC67 Công an thành phố còn đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn như đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy, không sử dụng rượu bia khi lái xe, tuân thủ tốc độ quy định, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ. Theo thống kê từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, trong 2 ngày 29 và 30 tháng 4, cả nước xảy ra 43 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người. Tại thành phố Hải Phòng, trong 3 ngày nghỉ lễ, tình hình trật tự an toàn giao thông tương đối ổn định. Với việc chính thức ra mắt và đi vào hoạt động đường bay thẳng Cát Bi Đồng Hới, nhiều cơ hội mới được mở ra cho sự phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là du lịch cho hai địa phương. Với thời gian bay thực tế chỉ khoảng 50 phút, đường bay nội địa Hải Phòng-Quảng Bình vừa đi vào khai thác đã tiếp tục rút ngắn khoảng cách địa lý giữa miền Duyên Hải Bắc Bộ với các khu vực kinh tế trọng điểm của miền Trung. Đối với khách du lịch, người dân các tỉnh miền Bắc có nhiều cơ hội hơn để đặt chân đến Quảng Bình, vùng đất được mệnh danh là vương quốc của hang động. Không chỉ khám phá dải đất miền Trung với các danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, hang Sơn Đòn, khu tưởng niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp, du khách còn có cơ hội di chuyển ngược ra Hà Tĩnh thăm các di tích ngã ba Đồng Lộc, Cầu Nhe hoặc xuôi vào Quảng Trị thăm các khu thành cổ, nghĩa trang Trường Sơn, Đường Chín. Ở chiều ngược lại, du khách miền Trung khi đến Hải Phòng có cơ hội khám phá Vịnh Lan Hạ, Vịnh Hạ Long và thủ đô Hà Nội. Đây là một đường bay mà có nhiều tiềm năng. Bởi vì là Quảng Bình hiện nay là một điểm đến du lịch rất là mới lạ. Một cái địa chỉ mà khách du lịch đến để khám phá về du lịch sinh thái, rồi là du lịch tâm linh. Về Hải Phòng thì là một thành phố có trên 2 triệu dân. Xung quanh Hải Phòng là có tỉnh Thái Bình, Hải Dương, rồi là Quảng Ninh. Thì đây là một cái vùng mà có thể nói rằng một cái vùng văn hóa. Một điểm đến mà chúng tôi cho rằng là cũng là tiềm năng rất lớn về du lịch Hải Phòng. Việc khánh thành đường bay mới tới Quảng Bình tiếp tục giúp Hải Phòng khai thác hiệu quả hơn tiềm năng du lịch của thành phố, tạo động lực kết nối không gian du lịch Hải Phòng với con đường di sản miền Trung cũng như các vùng biển trên cả nước. Trong thời gian tới, Hải Phòng sẽ tiếp tục nâng cấp mở rộng không gian các tuyến du lịch sẵn có và nghiên cứu xây dựng thêm các tuyến điểm mới nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách khi đến với Hải Phòng.
Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 kéo dài khiến sức mua tại các siêu thị tăng mạnh. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự tại siêu thị Big C Hải Phòng trong buổi sáng ngày hôm nay. Ngay từ 29 tháng 4, lượng khách đến với siêu thị Big C đã tăng cao. Các mặt hàng được người dân lựa chọn chủ yếu là thực phẩm, trái cây, đáp ứng nhu cầu của các hộ gia đình trong những ngày nghỉ lễ. Nghỉ lễ mấy ngày ở nhà thì gia đình thì tập trung ăn uống bạn bè đấy, thì mình mua đồ ở đây thì nó tiện lợi hơn. Theo thống kê của siêu thị Big C, lượng khách đến mua trong các ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tăng cao gấp 3 lần so với ngày bình thường. Nhân dịp này, siêu thị cũng đưa ra nhiều chương trình giảm giá, khuyến mại hấp dẫn để tăng sức mua. Năm nay thì dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 thì quý khách hàng được nghỉ dài ngày và đây cũng là một cái dịp mà mua sắm rất là đông. Ngày hôm nay Big C của chúng tôi cũng đang có rất nhiều những cái chiến lược về giá thu hút rất là đông khách bởi vì là có cái chính sách giá rất là tốt, rất là cạnh tranh. Do sức mua tăng cao nên siêu thị đã bố trí nhân viên thu ngân và an ninh làm việc liên tục trong dịp nghỉ lễ. Lượng hàng hóa cũng được chuẩn bị phong phú về chủng loại và số lượng nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Đi xem phim cùng bạn bè là sở thích của nhiều người, nhất là vào những ngày cuối tuần hoặc dịp nghỉ lễ. Tuy nhiên, quý vị và các bạn cần tuân thủ những quy định ứng xử bên trong rạp chiếu phim, đặc biệt là không quay phim chụp ảnh trong rạp. Bởi vì mới đây có một sự việc đáng tiếc đã xảy ra tại cụm rạp CGV Cần Thơ khi mà bộ phim Em Chưa 18 của đạo diễn Lê Thanh Sơn bị khán giả quay và phát trực tiếp trên Facebook. Hành động này đã bị cộng đồng mạng phê phán vì vi phạm bản quyền và thể hiện sự thiếu văn hóa trong hoạt động giải trí. Đây là một hành vi thiếu văn hóa và gây ảnh hưởng tới nền điện ảnh. Không ít nhà sản xuất phim đã bị phá sản vì phim đã bị ăn cắp bản quyền. Vậy là mục đích vào rạp để phát trực tiếp khoe bạn, chứ đâu phải xem phim, ý thức thật là kém. Chẳng lẽ các rạp chiếu phim phải ra quy định yêu cầu khách nộp các phương tiện có khả năng ghi hình như điện thoại thông minh khi vào rạp hay sao? Tôi thấy khó hiểu tại sao người xem không chịu bỏ ra vài chục nghìn đồng ra rạp để thưởng thức một bộ phim hoành tráng mà lại thích xem phim lậu với hình ảnh nhòe nhòe trên mạng, xem kiểu đó mất đến 80% giá trị của bộ phim. Vấn đề thực thi pháp luật trong bảo vệ bản quyền theo tôi còn lỏng lẻo. Không chỉ phim này mà còn rất nhiều bộ phim mới công chiếu như Kong Skull Island, Fast and Furious cũng đã bị phát tán trên mạng. Tôi đề nghị lắp thiết bị phá sóng trong rạp, vừa khỏi lo ngại phim bị quay lậu, vừa ngăn được một số khán giả sử dụng điện thoại trong rạp. Tin quốc tế, xu hướng du lịch nước ngoài ngày càng trở nên phổ biến ở Nhật Bản, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ mùa xuân ở nước này. Bắt đầu từ ngày 29 tháng 4, lượng du khách Nhật Bản đi du lịch nước ngoài tăng cao. Trong những ngày này, sân bay quốc tế Niigata gần thủ đô Tokyo của Nhật Bản luôn tấp nập hành khách. Theo thống kê, sân bay tiếp đón và phục vụ hàng chục nghìn hành khách mỗi ngày. Công ty quản lý sân bay Niigata cho biết, lượng hành khách ra nước ngoài từ sân bay này trong dịp nghỉ lễ dự kiến đạt gần 400.000 người, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Những điểm đến yêu thích của các du khách Nhật Bản là Hawaii, Mỹ, Hàn Quốc, Hồng Kông và một số nước Đông Nam Á. Hoạt động nước Nga xanh với ý nghĩa bảo vệ môi trường đã diễn ra trên khắp Liên bang Nga nhân sự kiện năm sinh thái. Hàng nghìn người dân ở thủ đô Moscow tham gia các hoạt động dọn sạch đường phố. Hoạt động tương tự cũng diễn ra tại thành phố Petropavlovsk-Kamchatka. Nhiều gia đình, tập thể, khu dân cư và trường học sôi nổi hưởng ứng các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện nước Nga xanh. Người dân Nga không chỉ tham gia làm sạch các khu vực trung tâm thành phố mà còn cả những vùng ngoại ô. Truyền thông Mỹ vừa tiết lộ chỉ trong vòng 2 năm qua, hai hãng công nghệ lớn của Mỹ là Google và Facebook đã phải chịu một khoản thiệt hại lên tới 100 triệu đô la Mỹ do các hoạt động lừa đảo trên mạng. Mới đây, Anvadat Rimasukat, một người đàn ông quốc tịch Latvia đã giả mạo email hóa đơn và con dấu của hãng sản xuất phần cứng Quanta Computer, một trong những nhà cung cấp chính của Google và Facebook, để thuyết phục bộ phận tài vụ của hai công ty này chuyển 100 triệu đô la Mỹ vào các tài khoản cá nhân của đối tượng này trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2015. Hiện đối tượng này đã bị bắt giữ. Vụ việc trên là lời cảnh báo về việc các công ty và tập đoàn lớn, ngay cả những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, cũng có thể trở thành đối tượng của tội phạm mạng. Nước Pháp đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các hãng sản xuất phim điện ảnh hàng đầu thế giới nhờ vào các địa điểm du lịch nổi tiếng và chính sách ưu đãi thuế đặc biệt của chính phủ Pháp. Bộ phim Bom tấn, nhiệm vụ bất khả thi của hãng phim Mỹ Paramount Pictures có những cảnh quay hấp dẫn tại thủ đô Paris của Pháp, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân Paris trong tháng 4 vừa qua. Ngoài ra, rất nhiều bộ phim đình đám trong làng điện ảnh thế giới như Becky Cree của Ấn Độ hay Dunkirk của Mỹ cũng lựa chọn rất nhiều cảnh quay ở Pháp.
việc giảm thuế cho các hãng phim quốc tế ghi hình tại Pháp là biện pháp hữu hiệu giúp thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch của nước này. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự tối nay của đài chúng tôi. Xin kính chúc quý vị có những ngày nghỉ lễ thật vui vẻ và đầm ấm bên gia đình và người thân. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.